đang là hình dạng là tam giác nha mọi người, nhưng mà được cái là hai mặt tiền này. Rồi, Duân xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay Duân đang có mặt ở ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa nha. Thì ngày hôm nay Duân đang giới thiệu cho mọi người một lô đất cực kỳ đẹp nằm ngay trung tâm của thành phố Bà Rịa nha, nằm ngay trung tâm thành phố của Bà Rịa. Đó thì ngày hôm nay Duân sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất nằm ngay trung tâm của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa nha. Xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Đó, chính xác hơn là ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa nha mọi người. Đó, lô đất này có chiều ngang là 14m, sâu vào là 40m. Đất này hai mặt tiền nha mọi người, hai mặt tiền này. Đó, như anh chị vẫn đang thấy ha, cái đường ở trước mặt quý chị đang thấy, đường này thì sẽ đi ra lại là Hương Lộ 2. Đó, Hương Lộ 2 ha anh chị ha. Đường này á, nếu mà mình đi rẽ trái ha, đi thẳng và rẽ trái thì mình sẽ đi lên lại là huyện Châu Đức. Còn mình rẽ phải thì sẽ đi về lại là thành phố Bà Rịa, đi về trung tâm thành phố Bà Rịa luôn nha mọi người. Đó, lô đất này á, hiện tại thì anh chủ đang nộp nha mọi người. Đó, đang nộp này. Và lô đất này á, nó sẽ nằm ở giữa ba đường tỉnh lộ nha. Đó, Duân đang đứng ở trên cái mặt đường Hương Lộ 2 nha. Đó, đây là cái đường Hương Lộ 2 nè anh chị. Đó, đường này á thì mình sẽ đi về lại là thành phố Bà Rịa nha. Đó, đi về lại thành phố Bà Rịa này. Đó, còn cái đường ngược lại ha thì sẽ đi về lại là huyện Châu Đức. Đó, đi về lại huyện Châu Đức này. Thì lô đất của mình sẽ đi vào cái con đường này nha mọi người. Đó, đi vào con đường này nè. Đường này còn được gọi là đường số 87 nha, ấp Bắc 2, ấp Bắc 2. Và lô đất này nó nằm ở giữa đường Hương Lộ 2, quốc lộ 56 và đường quốc lộ 52 nha mọi người. Đó, đường tỉnh lộ 52, xin lỗi mọi người ha. Thì ngay bây giờ Duân sẽ vào trong cái lô đất này, Duân sẽ quay cho mọi người xem. Đó, lô đất của mình sẽ nằm ở trên cái mặt tiền đường nhựa như thế này. Đó, đường rất là rộng luôn, khu dân cư ở sang sát luôn nha mọi người. Đó, lô đất này nếu mà anh chị mình ở Sài Gòn về thì mất khoảng tầm là 1 tiếng 15 phút đi xe. Đó, 1 tiếng 15 phút đi xe. Gần gần biển Vũng Tàu này, gần biển Hồ Tràm, gần biển Lộc An. Đó, nằm ngay trung tâm của thành phố Bà Rịa này, khu dân cư anh chị ha. Đó, đường này thì mình sẽ đi thông ra lại là quốc lộ 56 nha. Đó, thông ra lại quốc lộ 56 này. Và dân cư ở đây rất là an ninh luôn anh chị. Đó, dân cư ở đây rất là an ninh luôn. Đất này nếu mà anh chị nào mà mua để mà làm những cái căn nhà vườn ha, rất là thích hợp luôn. Và hiện tại bên ngoài á, thời tiết nó đang trời đổ mưa, đó cho nên là chắc chắn là Duân sẽ âm thanh nó không có được hay á, thì anh chị mình thông cảm nha, anh chị mình thông cảm. Đó, như anh chị mình đang thấy này, bên đây này có những cái căn nhà vườn rất là đẹp luôn. Đất ở đây mình sẽ trồng được rất là nhiều loại trái cây luôn anh chị ha. Đó, anh chị mình thấy không? Đó, những cái căn nhà Thái rất là đầy đủ luôn. Như anh chị mình đang thấy này, mặt tiền đường nhựa rất là rộng luôn. Đường nhựa này thì rộng khoảng tầm là 10 mét nha mọi người. Đó, 10 mét. Đó, xung quanh thì anh chủ cũng đã rào lưới B40 rất là đầy đủ rồi anh chị ha. Rất là đầy đủ rồi. Anh chị mình thấy này. Đó, đu đủ này, một vườn đu đủ luôn. Đất này mà nếu mà anh chị mình mua mà làm nhà vườn thì khỏi nói là không có chỗ chê anh chị ha. Tại vì đất này đang là đất trống này, mà xung quanh thì anh chủ cũng đã rào lưới B40 rất là đầy đủ luôn. Đó. Mặt tiền đường nhựa anh chị ha. Đây, lô đất của mình hai mặt tiền này mọi người. Đó, hai mặt tiền này. Rất là đẹp luôn anh chị. Đó. Đây là cái mặt tiền đường nhựa bên hông ha. Đó, mặt tiền đường nhựa bên hông này là được 40m. Đó, 40m. Và trên đất này hiện tại đang có sẵn là 100m vuông thổ cư, 100m vuông thổ cư. Đường bên hông này thì xe ô tô chạy rất là thoải mái luôn chị ha, rất là thoải mái luôn. Và lúc này nếu mà anh chị nào mà mua để mà làm nhà vườn á, hoặc mình có thể là kinh doanh đều được luôn nha mọi người, kinh doanh đều được luôn. Anh chị mình thấy không? Đường bên hông nhưng mà dân cư ở rất là đông luôn anh chị. Đó, rất là đông luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi tới sau, em sẽ quay cho anh chị mình xem được là đường này nó như thế nào. Tại vì lô đất này mình phải quay chi tiết hơn, đó, quay chi tiết hơn cho anh chị mình xem. Đó, dân cư ở rất là đông luôn. Đường này thì em không biết là nó có thông hay không, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là được là đường nhựa rồi anh chị ha. Đó, đường nhựa này thì ranh giới của mình từ ngay chỗ này, đó, từ ngay chỗ này, đó, chạy dọc tới trước là 40m nha mọi người, 40m. Đó, anh chị mình có thể là thấy được này. Đây, đây là anh chị. Đó, đường rất là rộng luôn và đất thì rất là bằng phẳng. Đó, lô đất này thì mình có thể là tách đôi ra ha. Nếu mà anh chị nào mà mua chung thì mình có thể là tách đôi cái lô đất này ra cũng được luôn. Đó, anh chị mình thấy này. Đó, mặt ở sau này mình có thể làm nhà vườn ha. Mình tách đôi cái lô đất này ra. Đó, 7 sâu lui là 20 thôi cũng được, là mình có một cái lô đất nền anh chị ha, mình có được một cái lô đất nền. Đó, còn không thì cái mặt tiền ở trước á thì mình có thể là tách thành chữ L ha, thành chữ L. Đó, thì nó rất là hợp lý luôn. Sổ nào cũng được hai mặt tiền cả, sổ nào cũng được hai mặt tiền nha. Như anh chị mình đang thấy này. Đó, trên đất hiện tại đang là đất trống nha, đất trống này, đất bằng phẳng thì anh chị mình chỉ cần là xây móng thôi, xây móng thôi. Đó, xây móng thôi. Nhưng mà đó, nhưng mà những lô đất này nếu mà anh chị nào mà mua tại cái thời điểm này thì có một cái giá cực kỳ tốt luôn anh chị ha, cực kỳ tốt luôn. Đó, thì anh chị mình thấy này, đó. Trước đây thì ngay tại cái trụ điện này luôn, nằm sát bên hông cái con đường này, nó rất là ok luôn, có điện đường ở trước mặt này. Đó. Bây giờ mình sẽ vào trong để mình tham quan lô đất này anh chị ha. Đó. Đất rất là bằng phẳng luôn. Đó, đất rất là bằng phẳng luôn. Lô đất của mình nằm ngay tại vị trí ấp Bắc, xã Hòa Long nha. Đó, hai bên thì anh chủ cũng đã rào lưới B40 rất là đầy đủ rồi. Và ở đây có một cái vị trí cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp ha, khu dân cư
Và em sẽ công khai cái giá bán ở đây luôn là 2 tỷ mốt ha. 2 tỷ mốt cho một lô đất nằm ngay trung tâm của thành phố Bà Rịa ha. Cụ thể hơn là ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Đó, ngang là 14m. Mặt tiền đường bên hông này là được 40m nha mọi người. Trên đất hiện tại đang có sẵn là 100m² đầu tư. Thì anh chị nào mà quan tâm tới những lô đất như thế này thì hãy liên hệ ngay cho Vinh nha. Liên hệ ngay cho Vinh, Vinh sẽ gửi cho anh chị mình sổ sách, vị trí và tất cả mọi thứ luôn. Chị mình thấy không? Đường rất là rộng luôn, hai xe ô tô né nhau ha. Đường này mình đi thẳng thì sẽ về lại là quốc lộ 56 nha. Đó, khu dân cư ở đây rất là san sát luôn. Mình có thể là rẽ vào cái đường này cũng được luôn. Đường này là đường số 85A ha. 85A. Đó, đây là đường số 87 nè anh chị. Đó, 87 nha. Đó, đường này là đường bê tông thông ra lại là thành phố Bà Rịa nha. Đó, ở trong này này dân cư ở rất là san sát luôn anh chị ha. Điện đường rất là đầy đủ luôn. Đó, bên đây là người ta đang làm một cái vườn trái cây, còn bên đây là những cái nhà nghỉ dưỡng anh chị ha. Đó. Cực kỳ tiện ích luôn anh chị mình này, thấy được cái đường rất là rộng luôn anh chị ha. Đường ấp thôi nhưng mà nó rất là rộng. Đó, rất là rộng luôn. Anh chị mình thấy không? Đó, những anh chị nào mà mua những lô đất như thế này vừa đầu tư, đó mình có thể là tách đôi ra cũng được luôn. Đất tam giác nhưng mà không phải là những cái lô tam giác nào nó cũng xấu ha, nó không có hình dạng đẹp. Thì đây là một trong những mà lô đất mà Vinh cảm thấy là rất là ok luôn anh chị ha. Đó, rất là ok luôn. Anh chị mình thấy ở bên kia không? Có một cái căn nhà vườn cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, khu dân cư ha. Đó, đường thì rộng rãi này, có hệ thống đường điện này, nằm ngay trung tâm thành phố Bà Rịa mà giá cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ luôn anh chị ha. Ở trung tâm của thành phố Bà Rịa mà mình tìm những lô đất mà giá tiền nó như thế này thì không bao giờ tìm ra được những cái lô đất như thế này anh chị ha. Hiện tại thì trời đang mưa rồi anh chị, cho nên là Vinh sẽ tắt video tại đây ha. Rồi, anh chị nào mà quan tâm tới những lô đất như thế này thì hãy liên hệ ngay cho Vinh nha. Liên hệ ngay cho Vinh để chốt cái bất động sản này.